ngôi sao Euro 2016, vận mệnh của người tuổi Sửu. Cristiano Ronaldo, Werner Rooney là những ngôi sao nổi bật cầm tinh con trâu. Năm 2016, người tuổi Sửu được hai cát tinh là Tử Vi và Long Đức so chiếu. Đây là hai ngôi sao chủ về quý nhân giúp đỡ phát triển sự nghiệp. Có quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp của con giáp này ngày càng thuận lợi, hưng thịnh. Năm 2016, người tuổi Sửu được hai cát tinh là Tử Vi và Long Đức so chiếu. Đây là hai ngôi sao chủ về quý nhân giúp đỡ phát triển sự nghiệp. Có quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp của con giáp này ngày càng thuận lợi, hưng thịnh. Trong công việc, nếu biết hợp tác hài hòa với đồng nghiệp, đồng đội, thành công càng rực rỡ. Tuy nhiên, năm nay người tuổi Sửu lại dễ gặp phải họa kiện tụng rắc rối, làm gì cũng phải cẩn thận, không để điều ra tiếng vào ảnh hưởng tới toàn cục diện phát triển sự nghiệp. Wayne Rooney, cầu thủ bóng đá người Anh, chơi ở vị trí tiền đạo và là thủ quân của câu lạc bộ Manchester United. Trong mùa giải vừa qua, Rooney chơi khá mờ nhạt, không để lại dấu ấn sâu đậm nào trong lòng người hâm mộ. Dẫu vậy, luận về vận thế mà nói, tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh Euro 2016, chân sút sinh năm 1985 này vẫn có cơ hội tỏa sáng, đạt thành tích cao. Tuy nhiên, cá tính của thủ quân quỷ đỏ quá mạnh và nóng nảy, dễ dẫn đến xô sát, vướng vào chuyện thị phi. Do đó, siêu sao này cần phải hết sức thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói trong và ngoài sân cỏ. Có như vậy mới bảo toàn được danh tiếng trong mùa Euro này siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, chủ nhân của ba quả bóng vàng châu Âu, hiện đang là quân át chủ bài của câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Dù đã bước sang tuổi 31, nhưng phong độ thi đấu của ngôi sao này vẫn ổn định và tỏa sáng trong mỗi trận đấu anh góp mặt. Mới đây, CR7 đã giúp kênh kênh trắng giành chức vô địch Champions League sau khi đánh bại Atletico Madrid ở trận chung kết. Xét về vận thế, sự nghiệp của Ronaldo vẫn duy trì ở mức bình ổn, được nhiều quý nhân trợ giúp nhưng cần đề phòng có kẻ tiểu nhân gây hại, đồng đội đố kỵ. Tại vòng chung kết Euro 2016, chân sút này cần phối hợp ăn ý hơn với đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha, có như vậy thành công càng thêm lớn. Mario Gomez là cầu thủ người Đức nhưng cũng mang quốc tịch Tây Ban Nha, mẹ là người Đức, cha là người Tây Ban Nha. Trong mùa giải vừa qua, chân sút này chơi khởi sắc hơn hẳn, đó là một trong những lý do khiến tên anh được ghi vào danh sách đội tuyển quốc gia Đức tham dự vòng chung kết Euro 2016. Tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này, nếu Gomez chủ động phối hợp với đồng đội, tận dụng những pha truyền bóng ngắn sẽ giúp anh sớm tỏa sáng. Cả Luka Modric và Ricardo Montolivo đều gặp phải chấn thương nghiêm trọng tại kỳ World Cup 2014. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này vẫn thi đấu với phong độ khá ổn định. Xét về vận thế trong mùa Euro này, cả hai đều có quý nhân tương trợ nên không khó để đạt được thành tích tốt.